Đừng chê ơi, nó bắn ráp đấy, nó thở. Như kiểu nha, như kiểu tớ có một thằng em, kiểu em của tớ nó cũng nghiện game đấy mọi người, kiểu nghiện mấy cái game thì có PUBG ấy. Xong rồi nó hay xem kiểu streamer, nó hay xem streamer lắm. Xong rồi thế là nó thích. Xong rồi tôi hỏi nó là mai nó thích làm nghề gì, nó bảo nó thích được làm một streamer về game. Ừ quái. Xong rồi trước nó lúc ấy là tôi còn học cơ sinh cấp 2 cơ. Ok. Tệ nạn quá. Xong rồi tôi ngồi chơi với nó, mà nó vừa ngồi chơi game nhá, xong rồi nó bật mic nó kiểu anh em đi theo tôi nha, anh em đi theo tôi nha. Anh em đi theo tôi thằng em trai này làm streamer đấy ạ. Kiểu follow me tên cơ cơ thì chơi kiểu chưa nhiều luôn ấy, kiểu rất là hướng ngoại cả. Đứng ngay cướp nhà của tao, tất cả là của sao không hạ được vào đấy nhở? Trời ơi, cái này to quá, tôi phải lút hết cái này. Đấy là em trai tôi hay nói như thế mọi người, kiểu nó cứ đáp vô mấy cái nhà to to, xong nó kiểu gào lên nhà này là của tao, nhà này là của tao, như thằng bị khùng ấy. Xong tôi kiểu mày bị dở hơi à, rồi nó bảo chị kệ em, chị đi ra đi.